Trên hành trình khai phá những miền đất tiềm năng, đô thị kiểu mẫu FLC Lux City Quy Nhơn tỏa sáng lung linh giữa lòng thành phố biển để khẳng định thương hiệu của nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng dẫn đầu Việt Nam. Tiếp nối dấu ấn rực rỡ ấy, tổ hợp biệt thự thương mại FLC Crown Villas được hình thành. Đây là mô hình shop villas cao cấp đầu tiên và duy nhất tại Bình Định tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn mang lại cơ hội đầu tư và kinh doanh vượt trội. FLC Crown Villas là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian nghỉ dưỡng chuẩn mực cùng một môi trường kinh doanh lý tưởng và khác biệt. Tọa lạc tại nơi giao thoa giữa tổ hợp khách sạn Thiên Đường The Cotter Hill, thành phố ánh sáng FLC Lux City và FLC Zoo Safari Park, thuộc quần thể FLC Quy Nhơn Beach and Group Resort. FLC Crown Villa sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, một khoảng cách lý tưởng đủ gần cho những trải nghiệm tại những điểm đến du lịch nổi tiếng của Bình Định, nhưng cũng đủ yên tĩnh để tận hưởng một không gian nghỉ dưỡng an nhiên và thanh bình. Bên cạnh đó, FLC Crown Villa còn được thừa hưởng lưu lượng khách đông đảo tới từ các tổ hợp lân cận. Sức hút được tạo ra, những tiềm năng được thực hiện hóa, FLC Crown Villa đem lại cơ hội kinh doanh tối ưu và tiềm năng sinh lời vượt trội. Với những nét chống phá tinh tế, FLC Crown Villa là tổng hòa của những báu vật trong lòng biển, lấy cảm hứng từ những viên đá quý thượng đỉnh và quyền quý. Đá sapphire, biểu tượng của khát vọng và quyền lực, đó cũng là mạch nguồn hình thành nên phân khu sapphire sang trọng và quý phái. Đó có thể là một quán cà phê trong không gian ấm cúng và trang nhã, một nhà hàng cao cấp hội tụ tinh hoa ẩm thực thế giới, hay một bar club sôi động và lôi cuốn. Kế bên phân khu sapphire là những căn biệt thự lấy cảm hứng từ ruby, ông hoàng của những loại đá quý. Màu sắc rực rỡ của nó biểu tượng cho sự may mắn và hưng thịnh trong kinh doanh buôn bán. Tại đây sẽ hình thành những gian hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức, đồng hồ cao cấp với những sắc màu văn hóa đa dạng đến từ nhiều vùng miền của đất nước. Và bên cạnh những gam màu rực rỡ từ phân khu ruby, nhịp sống sôi động của sapphire là phân khu diamond náu mình trong những khoảng không bình yên của màu xanh hoa lá. Ở đó, bạn sẽ rời xa sự ồn ào náo nhiệt để cảm nhận bầu không khí của biển căng tràn lồng ngực và ngắm nhìn từng lớp sóng tung bọt như muôn vàn viên ngọc đang lăn vào bờ, ngân lên những thanh âm rạt rào tràn sức sống. Mỗi ngày tại FLC Crown Villa, muôn vàn dịch vụ tiện ích cao cấp được thừa hưởng từ quần thể FLC Quy Nhơn Beach and Group Resort luôn sẵn sàng để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời của chuẩn mực sống 5 sao. FLC Quy Nhơn Golf Links, tuyệt tác sân golf 36 hố dạng links, cầu cảng FLC Quy Nhơn, bến đỗ của những chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất thế giới, sân đỗ trực thăng khẳng định vị thế của một quần thể đẳng cấp bậc nhất miền Trung. FLC Zoo Safari Park, công viên động vật hoang dã rộng 38,5 hecta, sở hữu hơn 1.000 cá thể động vật quy mô và độc đáo, cùng rất nhiều những tiện ích vượt trội tuyệt vời khác. FLC Crown Villa, mô hình shop villa độc đáo đầu tiên tại Bình Định, nơi tôn vinh những giá trị của thịnh vượng và phồn hoa của kinh doanh bền vững và chuẩn mực nghỉ dưỡng. FLC Crown Villa, báu vật trong lòng phố biển, một sản phẩm của tập đoàn FLC.